dịch virus corona tại Việt Nam, bé 3 tháng tuổi dương tính với virus corona là ca thứ 15 tại Việt Nam được ghi nhận vào sáng nay. Vĩnh Phúc xác nhận 54 người được cách ly và 249 người được theo dõi sau khi tỉnh này có nhiều trường hợp dương tính với nCoV. Một người phụ nữ trở về từ Trung Quốc đã biến mất khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn là những thông tin đáng chú ý ngày 11 tháng 2 được đăng tải trên Dinh chuyển VN. Bộ Y tế vừa công bố thêm trường hợp dương tính với virus corona, bệnh nhi 3 tháng tuổi sinh sống tại Vĩnh Phúc và lây nhiễm từ bà ngoại. Sáng ngày 11 tháng 2, Bộ Y tế thông tin về trường hợp thứ 15 có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona. Bệnh nhi là bé gái 3 tháng tuổi, sinh ngày 5 tháng 11 năm 2019, địa chỉ là xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cháu ngoại của bệnh nhân BTP. Ngày 28 tháng 1, thì bé gái 3 tháng tuổi này đã được mẹ đưa đến nhà bà BTP chơi và ở đây trong 4 ngày tại thôn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi xác định bệnh nhân VTB bị mắc bệnh, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra, lập danh sách người tiếp xúc gần, trong đó có cháu bé 3 tháng tuổi và người mẹ. Trong quá trình theo dõi người tiếp xúc gần hàng ngày theo quy định, y tế cơ sở phát hiện ngày 6 tháng 2, cháu có biểu hiện ho và chảy nước mũi, không rõ sốt. Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Hiện tại thì bệnh nhân 3 tháng tuổi và mẹ được cách ly cùng nhau tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đang trong tình trạng ổn định. Mẹ cháu bé vẫn khỏe mạnh, đang được theo dõi chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả. Như vậy thì tính đến ngày 11 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 15 người dương tính với virus corona, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc có 10 trường hợp. Tại Vĩnh Phúc cũng ghi nhận 54 người nghi ngờ được cách ly và giám sát, 249 trường hợp tiếp xúc gần với những người dương tính với virus corona được theo dõi. Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động phòng chống theo phương châm không chủ quan, không bị động, không hoang mang, đồng thời thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường, trưng dụng trường quân sự tỉnh làm khu giám sát tập trung những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế, sàng lọc, điều trị, tập huấn chuyên môn, kiểm soát chặt các khu vực có dịch, cử lực lượng canh gác, hạn chế đi lại của người dân, phương tiện giao thông. Đồng thời, thành lập 4 đoàn kiểm tra do các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Đặc biệt thì tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người nước ngoài, người bị nhiễm bệnh, người thuộc đối tượng cách ly tại cơ sở y tế và cộng đồng. Tỉnh đề nghị cán bộ, công chức các cấp, các ngành nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình vi phạm các quy định. Trước đó thì ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho hay là hiện tại thì ngành y tế xác định Vĩnh Phúc là ổ dịch, từ việc xác định có tình trạng lây thứ cấp, chúng ta có những kịch bản đối phó khẩn cấp hơn, chuyển qua mức độ 2, ông Khuê cho hay. Một người phụ nữ ở khu cách ly tại Trung đoàn 123 tỉnh Lạng Sơn sau khi trở về từ Trung Quốc được xem là đã biến mất không có lý do. Tối ngày 10 tháng 2, thì một lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn cho biết là đang cử lực lượng truy tìm một người phụ nữ sau khi chị này biến mất khỏi khu cách ly tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Sáng cùng ngày, thì lực lượng bộ đội tại khu cách ly Trung đoàn 123 đóng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn phát hiện thiếu 3 người khi thực hiện việc điểm danh. Sau đó, hai người được xác nhận là vẫn có mặt tại trung đoàn do vào nhầm phòng. Đến 17:30 cùng ngày, người phụ nữ vắng mặt khi điểm danh vẫn chưa trở về khu cách ly. Trao đổi với Zin.vn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết đây là sự việc ngoài ý muốn. Vị chỉ huy này nói việc đảm bảo ăn uống, an ninh cũng như chăm lo mọi sinh hoạt cho hơn 400 người là trách nhiệm của đơn vị. Tuy nhiên, do đây chỉ là khu cách ly tạm thời, chúng tôi không muốn thắt chặt an ninh, khiến tâm lý người cách ly căng thẳng nên xảy ra sự việc ngoài ý muốn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn nói. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết danh tính người phụ nữ này là NTD, 44 tuổi ở Hải Phòng. Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng truy tìm bà D để đưa lại về khu cách ly. Liên quan đến tình hình dịch corona, thống kê của Bộ Y tế đến 17 giờ ngày 10 tháng 2 cho thấy ở Việt Nam có 14 người nhiễm virus corona, trong đó đã chữa khỏi cho 6 người, vừa thêm một trường hợp là 15 người nhiễm virus corona. Số xét nghiệm âm tính với virus corona là 745 người, có 82 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV, có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch, đang cách ly, theo dõi chặt để không lây nhiễm ra cộng đồng. 517 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm virus corona.